người nhá. Đây là mình đây. Hôm nay mình làm vườn nên mình bắt được một con rắn. Mình ngồi nghĩ một lúc thì mình nghĩ là sẽ làm thịt nó, mà không biết là thịt rắn sẽ làm được món gì. Thì mình nghĩ mãi thì chắc là từ trước giờ mình toàn làm món nướng, thì mình sẽ bây giờ mình cũng sẽ làm món rắn nướng. Mình không biết đặt tên nó là gì, thì mình cứ tạm gọi là món rắn nướng đi. Thì bây giờ mình sẽ treo nó lên để làm thịt, rồi mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nhé. Các bạn nào mà yêu thích video của mình thì hãy đăng ký để ủng hộ mình, nhớ like video để ủng hộ mình nữa, bởi vì là kênh của mình cũng lập ra được khoảng hơn một tuần nay rồi mà rất là ít người đăng ký và cũng ít người xem. Cũng rất mong là các bạn ủng hộ giúp đỡ mình với, bởi vì là người làm ấy phải có người xem chứ, nếu mà bây giờ mình cứ làm video mà chả ai xem thì mình cũng buồn lắm. Thì cũng rất mong là các bạn ủng hộ mình, nhấn like video để mình lấy động lực mình làm các video khác, bởi vì là bây giờ làm ra mà không ai xem thì kể ra cũng buồn. Thì rất mong các bạn ủng hộ mình. Bây giờ thì mình sẽ vào mình treo con rắn lên, các bạn để mình làm rồi các bạn theo dõi mình làm như nào nhé.
Đây mọi người ơi, mình vừa mới ở làm thịt nó xong, bây giờ mình sẽ rửa và ướp nó nhá. Xong mình bắt đầu đem đi nướng. Cái này chắc là mình cũng không biết là ướp cái gì, chắc chỉ ướp mỗi ít mắm ấy mình chín thôi, lát nữa còn chấm nữa. Món này chắc là ngon lắm này, hồi bé mình được ăn nhiều rồi nhưng mà mười mấy năm nay không được ăn món này. Ngày xưa toàn bố mình làm cho mình ăn thôi, nhưng mà bố mình mới mất rồi nên là bây giờ tự phải làm hết. Mình chỉ ướp một ít mì chính với mắm thôi mọi người ạ. Lát nữa còn chấm gia vị quất, gia vị bột canh với cam, ớt. Mình hay là vắt cam lắm mọi người, bởi vì vườn nhà mình nhiều cam. Mình ở nhà có một mình thôi nên là không ai quay giúp mình cả, mình phải tự quay tự làm. Mẹ mình đi lên trên phố có chút việc, chắc chiều mới về. Gia vị vào nó sót, nó cái cơ của nó quặn quặn lại mọi người này, nhìn như kiểu là rán sống ấy. Bây giờ mình sẽ đi kiếm một cái que hay cái gì đấy để quặn nó lại để nướng nhé mọi người nhé. Đây mọi người ạ, bây giờ than đã xong rồi nhá, thì mình bắt đầu sẽ quay nó nhá mọi người nhá. Quay này chắc là khá lâu đấy, con rắn rất là to, con này chắc phải gần cân đấy mọi người ạ, to lắm. Lúc mình bắt nó rất là nặng nhá.
mọi người ơi, sau khi mình đã nướng chín nó rồi, rất là vàng nhá mọi người nhá, rất là vàng đấy. Con này rất là to vàng. Đấy, giờ mình sẽ thưởng thức nó nhá mọi người nhá, ăn xem mùi vị thế nào. Mình rất là thèm rồi đấy. Thơm lắm. Đấy. Thơm lắm mọi người ơi. Mình sẽ ăn nó nhá. Mở bia đã. Con này có vẻ không đủ cho mình ăn rồi. Ở nhà mình được mệnh danh là chư bát giới mọi người ạ, bởi vì ăn tham quá. Mời mọi người nhá. Thịt dai ngon lắm mọi người ạ. Cũng là thịt rắn khác. Đó mọi người nhá. Mình đã ăn hết con rắn rồi mọi người ạ. Bây giờ video mình xin tạm dừng tại đây. Nếu các bạn thấy hay, hãy đăng ký kênh, like video và
chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Xin chào tất cả mọi người.